Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em hoàn thành nhiệm vụ bài báo cáo thực hành bài 62 vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 186. Đề bài như sau. Mục 1 nhỏ, yêu cầu về nội dung báo cáo. Các em hãy trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, báo cáo về những nội dung đã được các nhóm thảo luận và nhất trí. Câu hỏi thứ hai, những điểm còn chưa nhất trí cần phải thảo luận thêm. Câu hỏi thứ ba, trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường. Yêu cầu mục 2 nhỏ, nêu cảm tưởng của em sau khi học xong bài thực hành. Hãy sưu tầm thêm ảnh và thông tin trên sách, báo, rồi nhận xét về những vụ việc vi phạm luật bảo vệ môi trường và gương thực hiện tốt. Để hoàn thành bài báo cáo này, các em cần nghiên cứu lại những nội dung đã được học trong chương 4 bảo vệ môi trường. Đồng thời, hãy thảo luận và tìm hiểu kỹ yêu cầu của bài thực hành. Cô sẽ cùng các em đi vào lời giải chi tiết. Với yêu cầu một nhỏ, nội dung báo cáo. Câu hỏi đầu tiên, báo cáo về những nội dung đã được các nhóm thảo luận và nhất trí. Chủ đề, không đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh. Nguyên nhân, ý thức chưa tốt, nhiều người vẫn còn vứt rác bừa bãi, đặc biệt là nơi công cộng. Nhận thức của người dân về vấn đề này còn thấp, chưa đúng luật. Về giải pháp, thứ nhất, chính quyền cần vận động cộng đồng để thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, đồng thời cung cấp dịch vụ thu gom rác thuận tiện cho người dân, xử phạt với các hành vi cố ý vi phạm. Thứ hai, để gom rác thải hiệu quả, cần phải có đội ngũ với phương tiện, trang thiết bị nhân lực đầy đủ. Tuy nhiên, cách làm hiệu quả và đơn giản nhất là không vứt rác bừa bãi, tận dụng khu đất vườn, ruộng để xử lý rác hữu cơ, hạn chế dùng các sản phẩm gây nguy hại cho môi trường như túi ni lông, các loại bao bì bằng nhựa. Về khó khăn, chưa tổ chức được lực lượng, ý thức người dân còn thấp. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai, những điểm còn chưa nhất trí cần phải thảo luận thêm, đó là đề xuất để chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau, chính quyền địa phương và nhân dân cùng hợp tác tổ chức họp xóm, bầu ban quản lý vệ sinh môi trường xóm, xây dựng quy định đối với các hộ gia đình trong khu dân cư, quyền và nhiệm vụ ban quản lý, quy định về thưởng phạt, hỗ trợ kinh phí cho ban quản lý. Với câu hỏi thứ ba, trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường, đó là tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây, thu gom rác thải, giữ vệ sinh cho trường, lớp, nhà, nơi công cộng, giảm thiểu thu gom, tái chế và tái sử dụng rác nếu có thể, không sử dụng các loại vật liệu khó phân hủy như bao bì ni lông, đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi. Cuối cùng là nêu cảm tưởng sau khi học xong bài thực hành. Các em có thể tham khảo nội dung sau đây. Sau khi học xong bài thực hành này, em cảm thấy môi trường sống đang dần bị ô nhiễm. Chúng ta cần phải có ý thức và có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình, cũng như thực hiện thật tốt luật bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số hình ảnh mọi người cùng chung tay dọn dẹp rác thải và bảo vệ môi trường sống. Như vậy, cô cùng với các em đã hoàn thành xong nhiệm vụ bài báo cáo thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 186. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe.